Hỡi chính cổ các tam nguyện. Thank you.
thần phù lễ thực hiện nghi hành. Giờ ấm dương tôi ngã tất cả âu sầu, lòng cho con đã tỏ nghĩa rằng ơn sâu, xin hồn thiên độ chứng giám cho con dọn nghĩa trước sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cả hướng về trên bàn thờ của bác Phạm Quang Lộc và bác Trần Thị Niệu. Dương vương ba vái, một, hai, ba, tất cả để hương trên đầu. Quý thầy ông Phạm Quang Lộc, bà Trần Thị Niệu, tổng trưởng đời thứ 10 của họ Phạm Phật Chi Mãi Cơ Thôn, kính chủ con là Phạm Quốc Khánh, thể từ tôn cho ông Phạm Quang Duệ, tổng trưởng đời thứ 11 ở cha. Hôm nay đúng ngày Vũ Lan báo hiếu Tết Trung Nguyên của cả nước, con là Phạm Quốc Khánh và cháu Phạm Thị Việt Hà, con gái đầu con cây trưởng của ông Phạm Quốc Duệ, xin về cúng thùng kính viếng bác, hai bác sống thôn chiến thương phù hộ đồ trì cho con cái, cho các cháu được sức khỏe hồn thời để mai mai được tôn thờ hai bác cùng với các bậc tiền bối 10 đời ở nhà thờ họ Phạm của ta đã được gây dựng và tồn tại trên đất hương hòa này. Xin mong hai bác chứng giám và xin ba lạy. Bốn người đứng trên bàn